Công chúa điện hạ từ khi sinh ra đến nay mới chưa được 5 năm, theo cách tính của nhân tộc các ngươi, cô ấy mới chỉ có linh trí của đứa trẻ 5 tuổi thôi. Ngươi đã làm gì với công chúa mà khiến cô ấy? Ta làm gì được? Nếu nó không đồng ý cho ta cưỡi thì sao ta cưỡi được lên người nó chứ? Bạn nhỏ, ngươi nói có phải không? Tiểu tử ngươi. Cô công chúa nhỏ vẫn vui sướng mà cười. Ta không biết ngươi dùng mưu kế gì, khiến công chúa dựa dẫm vào ngươi như vậy nhưng chuyện này không xong đâu ngươi nhớ lấy cho ta tùy cô dương tông chủ bàng đảo chủ đúng là đời người không đâu không gặp sao trông các người lại nhích nhác vậy không ngờ quan hệ của ông và người của hải thần cung quan hệ bây giờ lại tốt như vậy ai người dưới mái nhà không thể không cúi đầu bọn ta đều không phải đối thủ của chúng đành bị chúng ức hiếp nhưng đây đều là do tình thế ép buộc bọn ta muốn có được hồn thiên đan thì phải có được sự chấp nhận của minh nguyệt chỉ cần có thể tôi thể về sau nhất định có cách yên tâm đi về sau không ai dám ức hiếp các người nữa đâu sa lão những người bạn này của ta vừa rồi bị bọn họ ức hiếp bị ức hiếp thế thì dễ oái sức mạnh kinh khủng quá sa lão bay thẳng tới đấm vào mặt tên đó một đấm khiến cơ thể hắn nổ tan tành dương tông chủ vị tiền bối này có lai lịch thế nào sa lão tên là sa hộ ông không có ấn tượng sao Sa Hộ, nhị điện chủ đời trước của Hải Thần Điện. Hà Quang Đảo đảo chủ bằng chấn, bái kiến Sa Sư Thúc. Đệ tử cửu ngưỡng uy danh của Sa Sư Thúc, tiếc rằng 300 năm trước Sư Thúc đột nhiên mất tích. Vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được, đệ tử đúng là có phúc ba đời. Sư Thúc, đây đều là đệ tử của Hải Điện ta, bái kiến Sư Thúc. Tốt tốt, nhiều năm như vậy, Lão Phu cũng coi như có thể gặp được người nhà rồi, có Lão Phu ở đây, không có ai có thể chạm vào một sợi lông của các ngươi hết. Cảm ơn sư thúc. Sa sư thúc, thiên mạch thống lĩnh của hải thần cung, những ngày này đã được họ giúp đỡ không ít. Ân oán của hải điện và hải thần cung chúng ta tạm thời buông xuống, có cơ hội rời khỏi u hồn đảo, rồi sẽ nói những việc khác. Không biết sa sư thúc sau này, có dự định gì? Tự nhiên là diệt trừ minh nguyệt, đoạt lại vị trí đảo chủ rồi. Hả? Sợ hả? Các người đi rồi cũng chỉ có đường chết, yên tâm, chuyến này, ta và Dương Khai đi là được. Dương Tông Chủ, ngươi cũng không cần ngưỡng mộ người ta, thứ này lấy đi cho các đệ tử, mỗi người một viên, hấp thụ luyện hóa, hỗn thiên đan, đa tạ sư thúc. Các người cũng mỗi người phân một viên đi. Về sau bản thống lĩnh sẽ trả lại ngươi, về sau rồi tính. Cảnh chuyển tới U Hồn Thành, có thứ gì đó đang đến. Kẻ nào, dừng lại cho ta, cút. Minh Nguyệt, lăn ra đây cho Lão Phu. Minh Nguyệt, Ta biết ngươi ở bên trên, đừng trốn nữa. Lão Đông Tây, dám mạo phạm uy nghiêm của đảo chủ đại nhân, nạp mạng ra đây cho ta. Trăm năm không gặp, ngươi vẫn là chẳng có tiến triển gì hết. sa đảo chủ, Châu An, ông, không phải ông đã chết rồi sao? Lời hắn nói ngươi cũng tin. Minh Nguyệt, nếu như ngươi không có gan xuống đây chiến một trận với Lão Phu, vậy Lão Phu sẽ lên đấy. Cùng vọng ảo tưởng, xa lão, ông lên trước đi, nơi này giao cho ta men cho tên Châu An một đấm lùi lại phía sau. Sa lão muốn thách đấu Minh Nguyệt, chư vị cứ đứng từ xa nhìn là được rồi. Kẻ nào không có mắt dám lên trước thì đừng trách Dương Mỗ ra tay vô tình. Loại võ giả cổ nhục thân chi lực lớn mạnh thế này, cơ hội quan sát trận đấu ở cự ly gần không nhiều, ta phải nghiêm túc học hỏi mới được. Sa lão và Minh Nguyệt đang giao đấu quyền với nhau. Minh Nguyệt tiểu nhi, ngươi không ngờ rằng mình cũng có ngày này đúng không? Thù năm đó, lão phu nhớ rõ trong lòng. Hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Minh Nguyệt nhận một đấm vừa rồi tái mặt run rẩy. Ông ta cũng trả lại cho xa lão một đòn vào vai phải. Ngươi có thể sống được đến hôm nay, thực lực vậy mà cũng tăng trưởng đến mức độ này, xem ra có không ít kỳ ngộ. Kỳ ngộ không có, nhưng mà gặp được một vị quý nhân. Là tiểu từ kia sao? Minh Nguyệt, ngươi hiện nay đã không phải đối thủ của lão phu nữa rồi. Lão phu chắc chắn sẽ nghiền nát ngươi cả hai tiếp tục va nhau, những cú đấm liên hoàn được tung ra. Nếu không có sự cố gì, phần thắng của Sa lão gần như là việc chắc như đinh đóng cột. Minh Nguyệt, chết cho ta. Sa hộ, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được bản đảo chủ lớn mạnh đến mức nào đâu. Thánh Nguyên. Nguy, Minh Nguyệt tung một đấm với Thánh Nguyên lên mặt Sa lão. Sao ngươi có thể, vẫn có thể sử dụng Thánh Nguyên đúng không? Bởi vì bản tọa đánh phá thiên địa pháp tắc nơi này, cho nên ta mới là đảo chủ, ngươi không phải. Không thể nào, áp chế thiên địa pháp tắc của U Hồn Đảo sao có thể bị ngươi dễ dàng mà đánh phá được? Dương Khai, xin lỗi, lão phu đã làm liên lụy đến cậu rồi. Sa lão nặng lời rồi, ông nghỉ ngơi một chút, để ta lên cho. Thú vị lắm, tiểu tử, đầu quân cho ta thế nào hả? Ta có thể cho ngươi làm phó đào chủ trên U Hồn Đảo, từ nay dưới một người, trên vạn người, không hứng thú. Nếu như là vậy, Vậy bản đảo chủ sẽ cho ngươi được chết. Ngươi không có bản lĩnh này. Sa lão có một câu nói không sai. Chỉ dựa vào ngươi là không thể nào phá được thiên địa pháp tắc ở đây. Không cần biết bản đảo chủ có thể đánh phá pháp tắc hay không. Bản đảo chủ có thể dùng đến thánh nguyên là việc không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nói khoác ai mà chẳng biết, chỉ không biết ngươi có bản lĩnh đó hay không thôi. Ra đây, tiểu tiểu và lưu viêm đã được men gọi ra. Sử hắn minh nguyệt lúc này bắt đầu run rẩy lưu viêm tung ra một hỏa cầu tới lão ta nhẹ nhàng lùi về phía sau tiểu tiểu bước tới cầm hám thiên trụ mà vụt minh nguyệt không kịp né ăn trọn gậy của tiểu tiểu lưu viêm bay tới bồi thêm một ngọn lửa nướng lão ta quá đáng sợ thật quá đáng sợ rồi lúc trước tiểu tử dương khai này nếu như tùy ý thả ra hai thứ này hiện giờ lão phu nào có còn mạng vậy mà không chết hả đó là trên tay ông ta có một tấm lệnh bài. Quả nhiên là tinh đế lệnh, nơi quỷ quái này vậy mà lại liên quan đến Dương Viêm, nói, sao ngươi lại có thứ này? Chết rồi. Thì Gia Minh Nguyệt có thể sử dụng thiên địa linh khí ở U Hồn Đảo, điều động thánh nguyên và thế trường của chính mình, là bởi vì có khối tinh đế lệnh này. Sa lão, việc còn lại ông tự mình xử lý, ta sang bên đó xem xét một chút. Ấy, ổn được. Khe núi này cảnh sắc không tồi. Mấy căn nhà tranh này cũng không biết từng là nơi ở của ai. Có phản ứng rồi, miếng tinh đế lệnh bay vụt lên cao. Tấm tinh đế lệnh bay vòng quanh trên không trung. Hình thái của những lỗ thủng này, vậy mà lại giống hệt tinh đế lệnh, hơn nữa bên trong có một cỗ sức mạnh không gian chấn động rất nồng hậu. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Cửu vị số tri cực, Dương Viêm từng nói, nếu như có thể đem chín khối tinh đế lệnh toàn bộ tập hợp, sẽ mở ra một bí mật động trời. Lẽ nào nơi này chính là nơi mẫu chốt của bí mật động trời kia? Các tấm tinh đế lệnh đã khớp vào với những lỗ thủng đang xoay vòng phía trên. Đó là, phía sau của mảng hư không này, vậy mà lại ẩn giấu thế giới như vậy sao? Thế giới đó, ta sẽ có ngày bước vào đó. Dương tiểu tử vào nơi đó, đã vài tháng trôi qua rồi, không biết hiện giờ thế nào. Sa đảo chủ, Dương tông chủ ra chưa? Rồi sao? Hai vị, bọn họ không có ác ý, không cần căng thẳng tìm Dương Khai có chuyện gì. Các ngươi cũng thấy rồi, bây giờ bất kỳ ai ở đây cũng không thể đi qua, chỉ có thể chờ Dương Khai tự ra ngoài. Thương Hao và Thiên Mạch Thống Lĩnh muốn qua đây cảm ơn Dương Tông Chủ, dù sao nhờ phúc của Dương Tông Chủ, bọn ta mới có cơ hội sống cuộc sống không bị kẻ khác đàn áp. Ừ, chúng ta chờ là được. Được rồi, Lão Phu những ngày này luôn bận rộn chuyện của U Hồn Đảo, cũng không có thời gian hỏi kỹ. Bàng chấn, Dương Khai rốt cuộc có lai lịch thế nào? Dương Tông chủ, là chủ của Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Tông. Lão phu sao chưa từng nghe nói đến tông môn này? Sư thúc 300 năm trước mất tích, đương nhiên không thể nghe nói đến, Lăng Tiêu Tông này thành lập mới 15 năm mà thôi. 15 năm mà thế lực không hề yếu kém, có điều có người giỏi như Dương Khai, có ngày chắc chắn có thể sánh ngang với Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông. Sư thúc, Lôi Đài Tông và Chiến Thiên Minh đã là lịch sử rồi, bọn họ bị Lăng Tiêu Tông Dương Tông chủ tiêu diệt rồi đến tinh đế sơn cũng đã bị hắn tiêu diệt cái gì tinh đế sơn cũng không phải là bị tiêu diệt vì đại bộ phận cường giả tinh đế sơn được dương tông chủ thu nhận vào lăng tiêu tông rồi nói ra những ngày tháng này dương khai ở trên hà quang đảo muốn tiến hành giao dịch với hải điện ta và các vị điện chủ không đoán được dụng ý của dương khai mới mãi không đồng ý đó là có thu hoạch gì không ừm hơn nữa ta còn phát hiện ra cách rời khỏi đây rồi có thật không vậy có thể đưa bao nhiêu người ra ngoài đưa tất cả ra cũng không thành vấn đề có điều người của hải điện và hải thần cung ta có thể đưa ra ngoài vô điều kiện còn những người khác làm phiền các ngươi nói với bọn họ ai muốn ra khỏi nơi này thì giúp ta tìm một số hồn thiên liên đến đây lão phu sẽ giúp ngươi truyền tin ngay còn về võ giả của hải điện ta cũng sẽ không để ngươi làm không công đâu hải thần cung ta cũng vậy một tháng sau dưới u ám thành các ngươi không có hồn thiên liên vậy đành phải dùng cách khác để chuộc lại sự tự do cho mình rồi. Cách gì? Mỗi người một vạn thánh tinh, không đem ra được thì có thể dùng vật chất tu luyện khác để đổi. Nếu các ngươi đến một chút giá cũng không trả nổi, vậy thì làm nô lệ 10 năm đi. Cái gì? Đây là nhân cháy ăn cướp mà. Hừ, có phải nhân cháy ăn cướp hay không? Trong lòng các ngươi rõ, trong số người các ngươi, đại đa số rất có lai lịch. Có người thân và tông môn ở U Ám Tinh, vật thì sau khi rời khỏi đây, cứ trả giá tương ứng là được. Người đồng ý sang chỗ xa đào chủ, để lại thần hồn ấn ký của ngươi, đợi hoàn thành ước định, dương mỗ sẽ trả lại thần hồn ấn ký. Giá gì cũng được, chỉ cần có thể ra khỏi nơi quỷ quái này. Chỉ là làm nô lệ 10 năm, ta chấp nhận. Lang tiêu tông của dương tông chủ lẽ nào còn thiếu chút vật tư này, thịt mũi cũng là thịt mà. Vậy thì nhanh chóng đuổi tất cả người đi, hắn đây là định biến nơi này thành hậu hoa viên nhà mình sao? Dương Tông Chủ, Tất cả mọi người đã có mặt, ngươi xem. Được, vậy thì đưa các người ra ngoài. Mê dùng thần thức phóng ra bên ngoài. Tìm kiếm điểm thích để xé không gian. Chính là ở đây. Đây là không gian bí thuật. Hắn không những tu luyện không gian bí thuật mà còn làm ra được hư không thông đạo. Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ. Đi theo Lão Phu. 300 năm rồi, Lão Phu cũng có lúc về được nhà. Dương Khai, Lão Phu cảm ơn ngươi xa lão khách sáo rồi, nếu muốn cảm ơn ta, sau khi ra ngoài, hãy đồng ý với ta một chuyện. Cảnh chuyển tới vô ưu hải, dương tiểu tử, ngươi cần lão phu đồng ý gì với ngươi? Chỉ cần không phải chuyện khi sư diệt tổ, lão phu đều có thể đồng ý. Là như vậy, lang tiêu tông bọn ta muốn làm một số giao dịch vật tư với hải điện. Chỉ có điều bên hải điện không hứng thú lắm, mãi không hồi âm. Chút chuyện nhỏ này, lão phu đồng ý, đợi lão phu về tổng đà, sẽ đích thân chủ trì. Dương Tông Chủ, không biết chuyện này hải thần cung bọn ta có thể tham gia không? Sự điều khiển của hải thần cung ta đối với vật tư sâu dưới biển còn mạnh hơn vài phần so với hải điện. Chỉ có điều nội lực và biển sâu khoảng cách xa xôi, phương diện vận chuyển có hơi tốn kém. Thiên mạch thông lĩnh, về phương diện vận chuyển không cần lo lắng, ta sẽ bố trí không gian pháp trận, liên thông lăng tiêu tông và hai nhà các người. Đến lúc đó khoảng cách không thành vấn đề nữa rồi. Như vậy thì bổn thống lĩnh chờ tin của Dương Tông Chủ lão phu cũng chờ tin tốt của ngươi ngoan qua vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi còn các ngươi theo ta về lăng tiêu tông đi cảnh chuyển tới trong đại điện lăng tiêu tông những người này về sau đều là tạp dịch của lăng tiêu tông đại trưởng lão cô sắp xếp chút đi vâng rất tốt đây là hồn thiên đan ta lấy về từ u hồn đảo đi đưa cho các trưởng lão mỗi người một phần ngoài ra sẽ để tiểu sư tỷ luyện chế ra lượng lớn hồn thiên đan thưởng cho những đệ tử bình thường có cống hiến cho lăng tiêu tông. Đa tạ tông chủ, ta đi thăm Dương Viêm, ta còn rất nhiều chuyện cần hỏi cô ấy. Lưu Viêm xa địa tầng 6, trong thức hải Dương Viêm. Ta nghe Diệp Tích Quân nói rồi, ngươi truy sát trùng đế, tình hình thế nào? Hiện giờ ta là chủ u ám tinh, cô nói xem kết cục của hắn thế nào, xem ra là chết rồi. Trùng đế anh hùng nhất thế, không ngờ cuối cùng lại chết trong tay ngươi. Nếu để kẻ thù của hắn biết, sợ là không dám tin trùng đế có giỏi đến cỡ nào đó cũng là chuyện của mấy vạn năm trước rồi có điều đồ tốt của trùng đế có không ít đâu ngươi lần này thu hoạch không nhỏ chứ không thấy thứ gì tốt chỉ có một cây chảm hồn đao và một bí bảo như cái vòng vòng không phải là nô trùng chọc chứ ngươi đừng coi thường thứ này đó là căn bản để hắn sống sót đấy bí bảo này thiên sinh có thể khắc chế những côn trùng kỳ dị kia thậm chí đối với một số yêu thú thể hình khá nhỏ cũng có chút tác dụng uy hiếp. Những thứ nhỏ con trùng đế nuôi dưỡng trong nô trùng chọc đó một khi phóng thích ra ngoài, hủy diệt một tinh vực cũng không thành vấn đề. Trong nô trùng chọc còn có đồ. Ngươi nghĩ mấy thứ nhỏ nhỏ của hắn nuôi dưỡng ở đâu? Nô trùng chọc chính là nơi hắn nuôi dưỡng mấy thứ con trùng kỳ quặc đó. Trong tay hắn nắm giữ mấy chục cả trăm loại thượng cổ dị trùng đã tuyệt chủng, năm đó ta vì nô trùng chọc mà đã chịu thiệt không ít. Động lòng rồi, nói thật, có một chút, có điều ta vẫn cảm thấy tu luyện phải lấy bản thân làm cơ bản. Loại thủ đoạn nô trùng này chỉ có thể làm bổ trợ, thật sự phí tâm tư vào cái này, sợ là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Đại đạo ba nghìn, nô trùng cũng là một trong số đó, nếu không trùng đế cũng không thể có thành tựu như năm đó, chỉ có thể nói đạo của ngươi và trùng đế khác nhau, đạo khác nhau. Những thứ này đối với ngươi mà nói hơi sớm một chút, ngươi nên sớm nâng cao đến hư vương cảnh đi, sau hư vương cảnh, ngươi sẽ nhìn thấy nhiều hơn nhìn thấy xa hơn trên hư vương cảnh có cảnh giới cao thâm hơn vậy cô thì sao ta đã ở trên cảnh giới đó rồi mình nghe vậy mà nghệt mặt từ khi ta tu luyện đến nay đã mấy chục năm từng bước một từ tầng thấp nhất bỏ lên trên con đường phía trước cho dù nguy hiểm ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên sớm có một ngày ta sẽ đứng ở chỗ cùng độ cao với cô ta có thể nói là trẻ nhỏ dễ dạy không tùy cô đúng rồi nô trùng chọc đó ta bây giờ có dùng được không? Tốt nhất thì không, những sâu bọ kỳ quặc nuôi dưỡng bên trong nô trùng chọc đều cực kỳ hung ác. Với tu vi của ngươi hiện giờ, cho dù thả chúng ra ngoài, cũng không thể chỉ huy sử dụng, chỉ có thể bị phản phệ. Hóa ra là vậy, chẳng trách hắn từ đầu đến cuối chỉ dùng vạn độc tà cổ, không chế thuộc hạ của bản thân. Mà cô trước đó tại sao không nói cho ta, u hồn đảo chính là nơi then chốt của tinh đế lệnh, bên trong đó thế mà lại kể cả ta không nói cho ngươi, bây giờ không phải ngươi biết rồi đó sao? Liên quan đến u hồn đảo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó là một cánh cửa lớn. Ngươi nếu thật sự muốn mở nó, thì phải tích đủ toàn bộ tinh đế lệnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Từ khi ta quay về, thì chưa nhìn thấy tô nhan, đi thăm cô ấy thôi. Lăng tiêu tông một trong những phụ phong, băng tuyết phong, đây là thế trường gần đại thành. Sư tỷ hiện giờ đang lúc căng thẳng, ta không làm phiền tỷ ấy thì hơn ở đây vậy, thử trận pháp mà Dương Viêm dạy ta. Không gian pháp trận này nếu bày bố hoàn thành, thì có thể vượt khoảng cách trăm vạn đến cả nghìn vạn dặm, một leo có thể dung nạp 50 người. Cảm giác không đúng lắm. Nửa tháng sau đó, thành rồi, pháp trận vận chuyển của Lăng Tiêu Tông đã hoàn thành. Tiếp theo chỉ cần đến hai nơi Hải Điện và Hải Thần Cung rồi xây nên pháp trận tương tự là có thể tự do đi lại. Cảnh chuyển tới Hắc Tiêu Đảo người đến là ai báo danh lên lăng tiêu tông tông chủ dương khai đến thăm xa lão tiên sinh trước khi đến đã có hẹn với xa lão mong các vị thông báo một tiếng đến gặp xa sư tổ người biết xa sư tổ quay về đến thăm thì đúng là có quen biết xa sư tổ có điều có gặp được hay không ta phải đi xem ông ấy thế nào đã không sao ta chờ ở đây là được lát sau đã có hai người tiến ra chuyện gì vậy xa lão không đích thân đến Lão phu Hải Điện Tam Điện chủ Tề Vân Hải. Hóa ra là Tề Điện chủ tại Hạ Lăng Tiêu Tông Tông chủ Dương Khai. Sư thúc vừa quay về Hải Điện, sức khỏe yếu, chỉ sợ không thể gặp Dương Tông chủ. Điều này thì kỳ lạ này, nửa tháng trước khi ta chia tay với xa lão ông ấy còn tốt mà, sao đột nhiên giờ lại sức khỏe yếu? Xin hỏi Tề Điện chủ, đây có phải là ý của xa lão không? Dương Tông chủ lời này là có ý gì? Không có ý gì khác. Ta và Sa Lão đã bàn mối làm ăn, cũng có lợi lớn với hải điện các người. Các người muốn từ chối, vậy bổn tông chủ cũng thôi chẳng theo, trên vô ưu hải không phải chỉ có mỗi thế lực nhà các người. Người dám kết cấu với hải tộc, cái gì gọi là kết cấu? Đừng có chụp mũ vớ vẩn lên đầu bổn tông chủ, cáo từ, kết cấu với hải tộc còn muốn đi. Tiểu tử ngươi nếu không nói rõ ra, hôm nay đừng hòng rời khỏi hắc tiêu đảo. Hỗn sược, Dương Khai là khách của Lão Phu, ai dám vô lễ? Hoài An, Dương Khai là khách của Lão Phu, sẽ có Lão Phu đích thân ra tiếp, ngươi đưa người lui đi. Sa sư Thúc, vị Dương Tông chủ này tuy là khách của Thúc, nhưng hắn lại muốn cấu kết với hải tộc, thứ cho sư điệt không thể ngồi không không quản. Hoài An, ngươi cứ phải như vậy. Sư điệt là suy nghĩ cho hải điện, xin sư Thúc lượng thứ. Đại điện chủ Khương Hoài An, chính là người trước đó ở phiên đấu giá thiên vận thành, mua ngưng hư đan với giá cao. Ừm, phản hư cảnh đỉnh phong, thực lực đúng là không tồi, có điều, nhìn có vẻ quan hệ không tốt với xa lão, hai bọn họ là sao đây? Khương Hoài An, ngươi nghĩ lão phu quay về là vì tranh đoạt chức điện chủ với ngươi sao? Nực cười, nói một câu ngươi không muốn nghe, hiện giờ chức vị điện chủ của hải điện, lão phu không coi ra gì. Ngươi năm đó đầu óc quá hạn hẹp, lão phu vốn nghĩ nhiều năm qua đi như vậy, hiện giờ còn là một đại điện chủ, ít nhiều cũng phải có thay đổi, nhưng ngươi khiến lão phu thất vọng rồi lão phu cho ngươi cơ hội cuối cùng. Xin lỗi Dương Tông Chủ, chuyện này ta coi như chưa xảy ra, từ nay về sau ngươi vẫn là đại điện chủ, còn lão phu sẽ rời xa hải điện không quay về. Khương Hoài An là vì lo lắng xa lão sẽ cướp chức điện chủ của hắn nên mới mượn ta để chèn ép xa lão. Như vậy thì đúng là quân tử đội lốt lòng dạ tiểu nhân. Sư Thúc, ông không những không suy nghĩ cho hải điện, ngược lại bắt ta xin lỗi một người ngoài. Hắn là cái thá gì? Bổn điện chủ cho ông một cơ hội, bây giờ rời đi, sư điệt đảm bảo về sau cung thuận theo ông, nếu không thì đừng trách sư điệt không nể tình. Xem ra, chúng ta không thể nói chuyện nữa rồi. Đã vậy Sư điệt cũng không khách sáo nữa. Khai trận. Triều Thanh Bích đào trận. Hóa ra ngươi sớm đã có ý định, không tiếc sử dụng trận pháp này để làm khó lão phu. Sư Thúc nói đùa rồi, trận pháp này không phải để nhắm vào Sư Thúc, dù sao Sư Thúc cũng là người trong hải điện. Không phải để đối phó với xa lão, vậy thì là đối phó với ta rồi. Dương Tông chủ, pháp trận này là trấn tông đại trận của Hải Điện ta. Dưới hư vương cảnh căn bản không thể phá trận pháp này. Ngươi đi trước, lão phu cắt đứt cho ngươi. Sư thúc, sư thúc nói cho người ngoài nhiều như vậy, có phải là không tốt chút nào không? Lão phu đã nói rồi lão phu không có ý tranh đoạt gì với ngươi, nhưng ngươi cứ tầm nhìn hạn hẹp, Hải Điện trong tay, ngươi sớm muộn rồi cũng diệt vong. Vì liệt tổ liệt tông, lão phu không thể không đấu với ngươi. Sa lão, bình tĩnh, chỉ là một trận pháp mà thôi. Ngươi đã nói như vậy, vậy lão phu cũng không phí lời nữa, ngươi cẩn thận. Ừm, mà tên Khương Hoài An này, giết cũng không sao chứ. Giữ mạng cho hắn, lão phu đích thân xử lý. Vậy thì như ý ông. Nói thật, Hải Điện các ngươi khiến Bổn tông chủ rất đau đầu. Nếu không phải xa lão ở đây, Bổn tông chủ thậm chí định khiến Hải Điện các ngươi xóa tên khỏi U Ám Tinh. Dựa vào ngươi, cũng muốn xóa tên Hải Điện ta khỏi U Ám Tinh. Ai cho ngươi khí phách đấy? Mê nắm chặt tay lại hô lên một tiếng, "Á! À. Chuyện gì vậy? Không không không, không thể nào. Hắn sao có thể dễ dàng tiêu diệt pháp trận như vậy? Thiên địa linh khí trong phạm vi nghìn dặm này do ta điều khiển. Không được sự đồng ý của ta, trận pháp này của các ngươi chỉ là bỏ đi mà thôi. Vớ vẩn. Cho dù ngươi là hư vương cảnh, cũng không thể điều khiển được thiên địa linh khí phạm vi lớn như vậy. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? nước biển xung quanh đảo đã được men gọi tới. Không thể nào, đây, đây nhất định là huyễn giác. Nhất định là ngươi đã tu luyện huyễn thuật cao thâm. Bổn điện chủ suýt nữa bị ngươi lừa rồi, ngoan cố bất chấp. Men điều khiển những cột nước bắn xuyên người tên khương Hoài An. Dương Tông chủ, lẽ nào ngươi đã luyện hóa u ám tinh bản nguyên? Sa lão tinh mắt thật, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Cái gì? Dương Tông chủ, người và nguyên liệu ta đã mang đến rồi. Được rồi, ông đi xuống nói với Sa lão. Khương Hoài An sau khi bị phế, chắc rằng nội bộ Hải Điện sẽ xuất hiện một số hỗn loạn, bảo ông ấy không cần lo lắng nơi này, xử lý mọi việc trong nội bộ Hải Điện quan trọng hơn. Đa Tạ Dương tông chủ đã hiểu cho, lời này ta nhất định sẽ chuyển đi. Các người chính là trận pháp sư xuất sắc nhất Hải Điện sao? Người này đã thương tiền điện chủ, còn đồn đại là người sẽ diệt môn Hải Điện, chỉ sợ rất khó hầu hạ. Bẩm Dương tông chủ, Sáu người chúng ta đúng thật là người có nghiên cứu sâu nhất về trận Pháp trong Hải Điện. Tam Điện chủ đã giao phó, muốn chúng ta hiệp trợ Dương Tông chủ luyện chế không gian Pháp trận. Nên làm thế nào ta đã viết bên trên rồi, có gì không hiểu cứ việc hỏi ta. Không ngờ rằng, người này lại dễ nói chuyện như vậy. À. Năm ngày sau đó. Mên đã bố trí xong trận Pháp dịch chuyển. Nối được rồi. Được rồi. Còn lại chỉ cần bố trí đủ thánh tinh vào trong trận Pháp. Thứ này liền có thể vận chuyển rồi. Dương Tông chủ, lão hủ có thể thử một chút không? Mới mất có 5 ngày thôi, trận pháp này có thể dùng được không? Đợi một chút, hắn đây là muốn làm gì? Đây là truyền tống lệnh, không có truyền tống lệnh này, kết quả duy nhất khi khởi động không gian pháp trận chính là rơi vào trong hư không, vĩnh viễn cũng không tìm được đường về. Dương Tông suy tính cẩn thận, lão hủ bội phục. Miễn cho xảy ra tình hình có lượng võ giả lớn mượn pháp trận của hai tông xâm nhập đi thôi, thử nghiệm pháp trận này rốt cuộc có dùng được hay không. Cảnh chuyển tới lăng tiêu tông, tông chủ, ảnh nguyệt điện tiền điện chủ nửa tháng trước từng truyền tin cho người, mời người dành chút thời gian đến ảnh nguyệt điện một chuyến, nói là có việc cần bàn. Ta biết rồi, tiền thông tìm ta có lẽ không phải việc gấp gì, nếu không ông ta đã đích thân đến rồi, xong việc ở đây rồi lại hỏi thăm ông ta vậy. Dương Tông Chủ, không gian pháp trận này không hề cảm thấy chóng mặt hoa mắt chút nào. Dương Tông Chủ đại tài, lão hủ bội phục chuyện nhỏ mà thôi, đợi Hải Điện an định rồi, mời phái người đến Lăng Tiêu Tông, tìm Diệp Đại trưởng lão thương nghị vấn đề trao đổi vật tư là được. Ta còn phải đến Hải Thần Cung một chuyến, xin cáo từ trước. Năm ngày sau, Hải Thần Cung. Đừng quậy nữa, ta còn có việc chính cần làm. Công chúa nhỏ ngậm viên gì đó đưa mên, cho ta hả? Này, ba người họ nhìn có vẻ rất tiếc của. Từ sắc mặt của bọn họ mà đoán, giá trị của hạt châu này tuyệt đối không tầm thường, thứ này ta không thể thu được. Dương Tông Chủ cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, đây là tạ lễ của tiểu nữ, Dương Tông Chủ không cần từ chối. Xin hỏi thứ này rốt cuộc là gì vậy? Có tác dụng gì? Thứ này là hải thần châu một trong những bảo vật của hải thần cung ta, bên trong nó có nhất hải chi nguyên, thủy hệ linh khí rồi rào nồng hậu, tinh thuần thuần túy, gần như dùng không hết. Nhất hải chi nguyên, nếu là vậy, vậy Dương Mỗ xin nhận. Có được thứ này là có thể bổ sung ngũ hành trí bảo, khuyết thiếu của huyền âm quỳ thủy. Là thế này, Dương Mỗ nguyện dùng 500 viên hư cấp hồn thiên đan để đổi lấy nó, ý của liệt không cùng chủ thế nào. 500 viên hư cấp hồn thiên đan Từng từ trong tay tiểu nữ lấy được một viên hồn thiên đế đang nghiên cứu, hư cấp hồn thiên đan đó chính là thứ tốt để thăng nhục thân chi lực. Dương Tông Chủ, sao có thể làm như vậy? Liệt không cung chủ nếu như không đồng ý, vậy Dương Mỗ cũng không thể nhận viên hải thần châu này được. Dương Tông Chủ nếu như đã hảo sảng như vậy, Liệt Không cũng không đắn đo nữa, bản tọa đáp ứng. Mong tình hữu nghị của Hải Thần Điện và Lăng Tiêu Tông có thể kéo dài vĩnh viễn. Ta sẽ cho người mang đến Hải Thần Cung, mong chư vị đợi thêm mấy ngày. Ngoài ra, Dương Mỗ lần này đến chính là vì nói với các vị, pháp trận của Hải Thần Cung cũng đã tạo thành, Dương Mỗ nên cáo từ rồi. Hai ngày sau thiên vận thành, được rồi, pháp trận bên này cũng đã làm xong. Ý, cậu nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? lão phu có thể thử trước không? Xin mời. Lần này thì tốt rồi, hai tông môn tùy thời đều có thể tiến đến, cũng không cần lo lắng truyền tin sẽ để lỡ rất nhiều ngày nữa. Đúng rồi phí tiền bối, ta nghe nói tiền lão đến rồi. Ai ia, sao ta lại quên việc chính chứ, cậu mau đi gặp hắn đi. Hắn hình như có việc gì đó không thể giải quyết được. Đến cường giả như tiền trưởng lão cũng không thể giải quyết được sao? Rốt cuộc là việc gì vậy? Trong một đại sảnh ở thành chủ phủ, Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tiền lão lượng thứ, khoảng thời gian này cứ bận rộn mãi trên u ám tinh. Rốt cuộc có chuyện gì? Nghe phí tiền bối nói, chuyện này đến ông cũng không giải quyết được. Ừm, lão phu đúng là không thể giải quyết, cho nên muốn hỏi ngươi. Cụ thể là gì? Ngươi nhìn là biết, đây là thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc ở đây đang bài trừ ông? Cái gì? Sao có thể? Không gì là không thể nếu không phải bị thiên địa pháp tắc bài trừ, ngươi nghĩ lão phu lần trước vô duyên vô cớ bị xét đánh sao? Ta tưởng lần trước ông tu luyện bí thuật nào đó mới dẫn đến thiên lôi. Hóa ra không phải vậy sao? Ta đâu có tu luyện bí thuật gì. Ảnh nguyệt điện bao nhiêu bí thuật, ông không phải không rõ bí thuật thế nào mà dẫn phát được thiên lôi. Hơn nữa cho dù có bí thuật như vậy, lão phu cũng không có thời gian đi tu luyện. Vậy địa hỏa lần trước đâu? Địa hỏa gì? Hai tháng trước, Nơi sư Tôn Bế Quan, tự nhiên tuồn ra một địa hỏa rất khủng khiếp, đốt trụi hoàn toàn nơi đó. Có chuyện này sao? Không những vậy, khi lão phu ngự không phi hành, còn có một luồng tản hồn canh phong tuồn vào thức hải, tiêu hao thần hồn chi lực của lão phu. Bây giờ cũng không dám bay quá lâu, sợ là dẫn đến hậu quả gì không thể chống đỡ nổi. Thiên lôi, địa hỏa, canh phong, tiên trưởng lão ông sống khổ cực quá vậy. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả. Lão phu cũng là lần đầu. Dương Khai, ngươi là chủ của U Ám Tinh, có cách gì xóa bỏ những ưu phiền này cho lão phu không? Thiên địa pháp tắc của U Ám Tinh, ta có thể tiếp xúc được, nhưng muốn phá nó thì là không thể, cả căn phòng trở nên u ám. Xem ra chỉ có cách rời đi thôi, ông muốn rời khỏi U Ám Tinh. Không rời khỏi đây, lão phu từ đây tu vi phải chịu gò bó, không thể tiến bộ thêm. Lão phí ông cũng không cam tâm, bị trói buộc ở phản hư cảnh chứ lão phu khó khăn lắm mới có thể thăng cấp đến hư vương cảnh, không muốn bị nhốt lại ở cảnh giới này. Đúng vậy, nếu không phải lần trước cảnh giới giảm sút, bổn thành chủ cũng sẽ rời khỏi u ám tinh cùng các người. Ông đã quyết định rồi, thì bên ảnh nguyệt điện cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Thực ra ta có suy nghĩ, có chút trùng hợp với dự định của tiền trưởng lão. Cái gì? Dương khai ngươi định rời khỏi u ám tinh. Không những vậy, ta sẽ bày bố không gian pháp trận đến tu luyện chi tinh khác, Truyền tống vượt khoảng cách siêu xa. U ám tinh khóa chặt đủ lâu rồi, nên ra ngoài xem sao rồi. Nếu chuyện thật sự thành, về sau võ giả ở U ám tinh tu luyện đến đỉnh cao, thì có thể đến nơi khác cảm ngộ hư vương cảnh. Chuyện này, có thể làm được không? Chuyện là do người làm mà, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu cường giả ở tu luyện chi tinh khác mượn không gian pháp trận mà ngươi bày bố, xâm nhập vào U ám tinh thì làm thế nào? Ha ha. Chuyện này ông không cần lo lắng. Không có Lăng Tiêu Tông truyền tống lệnh thì không thể sử dụng được không gian pháp trận mà ta bày bố, xem ra ngươi sớm đã có dự định rồi. Đương nhiên, bày bố không gian pháp trận trên U Ám Tinh chỉ là luyện tay mà thôi. Được được được, không hổ là chủ của U Ám Tinh. Vậy tiền lão ông cùng ta rời đi, hay là chờ không gian pháp trận bày bố xong rồi mới truyền tống đi? Chờ ngươi bố trí xong pháp trận đi, ảnh nguyệt điện bên này còn vài chuyện cần xử lý. Diệp đại trưởng lão không cần nói nữa. Dương trưởng lão bọn họ lần trước trong huyết ngục thí luyện chưa thể tấn cấp, vẫn luôn rất buồn phiền, hiện giờ có cơ hội lớn như này. Át hẳn họ rất vui. Ừm, ta cần đi chuẩn bị chút, đợi ta bố trí xong sẽ đến tìm ông. Tiền lão đợi tin tốt của ta. Cảnh chuyển tới Lưu Ly Môn, Thái Thanh Sơn. Hiện giờ trong tông có không đến 2.000 viên không linh tinh, dùng để bày bố ba bốn không gian pháp trận vượt tinh vực, có lẽ không thành vấn đề. Nhưng tiền lão đã nhắc nhở ta, Tuy người không có lệnh bài không thể truyền tống, nhưng khó đảm bảo không có ai phá hoại. Lưu Ly môn của cung ngạo phù đã là tông môn phụ thuộc của Lăng Tiêu tông ta. Muốn từ chỗ cô ta lấy thiên huyễn lưu ly liệu không từ chối chứ? Thuộc hạ cung ngạo phù, tham kiến tông chủ. Người một nhà, cung môn chủ không cần khách sáo vậy. Tông chủ hôm nay đến Lưu Ly môn là có chuyện gì? Đại diên cô nương, lâu rồi không gặp. Ta lần này đến đây là cần một chút thiên huyễn lưu ly. Tông chủ muốn Thiên Huyễn Lưu Ly, sợ là hơi khó. Lưu Ly môn ta tích lũy nhiều năm như vậy, cũng chỉ có đôi chút, cũng không biết có đủ dùng không. Đôi chút thì đúng là hơi ít. Vậy, để đại diên triển khai bí thuật đi khai thác thêm. Đệ tử cũng khai thác ra không được bao nhiêu, có điều ta nghĩ, bản thân Dương Khai có cách. Có điều ngươi cần Thiên Huyễn Lưu Ly làm gì? Hỗ sược, cô dám gọi thẳng tên của tông chủ. Không sao, ta và đại diên cô nương đã quen lâu rồi ta cần thiên huyễn lưu ly là để luyện chế không gian pháp trận vượt tinh không rời khỏi u ám tinh người muốn rời khỏi u ám tinh tông chủ đã có cách thì mời đi theo ta cô đúng là ngốc tông chủ nói chuyện với cô cô lạnh lùng gì chứ vậy ta phải thế nào bám giết sao hắn là người lợi hại nhất u ám tinh này chủ động bám vào cũng chẳng mất mặt nếu là ta ta bám ngay không thèm nói chuyện với cô cô loại sư tỷ ngu ngốc cô nữ nhân xấu xí, đúng là tức chết ta mất. Cảnh chuyển tới thiên hoan lưu ly sơn, tông chủ, con rối này không ngờ còn có năng lực thần kỳ như vậy. Ha ha, nó là trợ thủ đắc lực giúp không ít việc cho ta. Có điều, ta cần số lượng lớn thiên huyễn lưu ly. Tông chủ cứ thoải mái ra tay, cho dù có hủy toàn bộ núi lưu ly thiên hoan này cũng không sao. Cũng không tới mức đó, ta chỉ cần một phần một trăm là đủ dùng rồi. Nếu như vậy, e là cần phải đợi khoảng hai ba ngày, Tông chủ nếu như không chê đợi sau khi nó làm xong việc, ta sẽ đem trả lại nó. Mười ngày sau tại Lăng Tiêu Tông, trận truyền tống tinh thần đã được bày bố xong, cũng không biết tương lai có thể liên tiếp đạt tới những nơi nào của tinh vực. Hở, tiểu tiểu về rồi. Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy hả? Được rồi, mau nôn ra cho ta. Chuyện không thể chậm trễ, mau cùng ta tới tinh vực. Hai bà vợ đứng tiễn mên, thượng lộ bình an. Tử vực, lần trước tới đây, là dựa vào sức mạnh phòng ngự của chiến hạm hư vương cấp sau đó từ đây xông ra ngoài nhưng lần này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân không ngờ lĩnh ngộ sức mạnh của đế uy ở trong tử vực có sự hỗ trợ cho thăng cấp thực lực lớn hơn vực thạch rất nhiều với tình hình bây giờ chạm tới cánh cửa hư vương cảnh chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi hóa ra như vậy sau hư vương cảnh cảnh giới sẽ cao hơn một tầng xét về mặt cảnh giới cao hơn thì đây mới là cấp bậc của dương viêm mới có được đế uy có điều, bây giờ lĩnh ngộ đế uy, thực sự có chút là suy nghĩ xa vời, vẫn là luyện tới đợi sau khi đạt hư vương cảnh rồi tính tiếp. Một năm sau đó, nơi này không có bất kỳ khí tức sinh linh nào, là một trạm rừng chân ở bên ngoài u ám tinh cũng là một lựa chọn không tệ. Ngươi tự mình chơi đi, ta cũng bắt đầu bày không gian trận rồi. Có thiên huyễn lưu ly dung nhập, không chỉ che giấu tính cực mạnh, mà còn gia tăng tính kiên cố cho đại trận. Như vậy cho dù thỉnh thoảng có một vài lưu tinh vẫn thạch hoặc sự tàn phá của phong bạo gì đó, cũng sẽ không bị vỡ. Tiếp theo, chỉ cần liên kết pháp trận này với lăng tiêu tông xem như là xong, lần đầu tiên thử một pháp trận có độ khó cao như này, cũng không biết có thể hoàn thành hay không. Thành công rồi. Tiểu tiểu, mau. Chúng ta về tông thôi. Gia hỏa đó rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Không phải bị thứ gì đó hấp dẫn rồi đó chứ? Cuối cùng cũng trở về rồi. Ngươi rốt cuộc đi đâu? sao lại ăn thành ra như vậy? nôn ra ta xem nào. tiểu tiểu nhảy lên cao rồi nôn hết đồ đã ăn được. đây là huyền canh tinh, ngũ thái sa, còn có hoàng lệ bích thiết. ừ, đây là, đây là thiên sách ngân. nếu như dùng nó để luyện chế bí bảo, có thể khiến tốc độ thăng cấp vù vù. bất luận là bí bảo gì cũng có thể truyền tài nguyên vạn năng vào đó. lại thêm loại thiên sách ngân này không nhỏ, ít nhất cũng phải bán được mấy trăm vạn. tiểu tiểu, ngươi lập công lớn rồi đi mau thu mấy cái này lại chúng ta về tông nói với họ tin tốt của chúng ta ê đợi đã đây rút cuộc là chuyện gì xuất hiện nhiều khoáng thạch trong tử tinh cũng là chuyện dễ giải thích nhưng nơi này vốn dĩ không có sự tồn tại của thiên địa linh khí sao có thể tạo ra loại thánh tinh này lẽ nào tử tinh này còn chứa pháp tắc tự nuôi bản thân ngươi là tìm được mấy thứ này ở đâu mau đưa ta tới đó là đáy vực này sao Bên này còn có nhiều thánh tinh như vậy. Lẽ nào, pháp tắc dựng dục thật sao? Nhưng, ta cảm ứng không được khí tức của pháp tắc. Lẽ nào là? Ở đây không ngờ thật sự là một vùng di tích phế hư. Nói như vậy, thì lý do ở đây có nhiều thánh tinh cũng là điều dễ hiểu, hóa ra rất lâu về trước, nơi này là một nơi lý tưởng để tu luyện. E là bởi vì một biến cố gì đó dẫn tới pháp tắc sụp đổ, linh khí tiêu hao mới trở thành bộ dạng điêu tàn như bây giờ. Bên trong có khoáng vật sao? đi đi qua đó xem thử. Yên diệt tinh khoảng mạch, thiên cầu ngọc. Ba tháng sau tại Bách Hoa Viên, tông chủ, sao nhanh như vậy đã quay về rồi. Ta phát hiện một tử tinh, vừa hay thích hợp làm trạm trung chuyển để sử dụng. Hơn nữa phát hiện ra tám khoáng mạch rồi rào, nhân diệt tinh khoáng mạch, thiên câu ngọc, còn có thánh tinh khoáng rồi rào không dứt. Đây lẽ nào là một khoáng tinh? Sợ rằng là như vậy, nhưng mà nơi đó quá lớn, cô chọn vài tông môn hợp tác không tồi với chúng ta, để bọn họ cùng kiếm được chút lời. Mệnh lệnh của tông chủ, vậy bản cung tự nhiên sẽ không kháng cự. Nhưng mà lợi ích cũng không thể cho không, để bọn họ cống nạp ba bốn thành đồ đào được cho chúng ta là được. Hơn nữa đây cũng là sau khi chúng ta đứng vững ở đó rồi mới mời bọn họ. Đại trưởng lão suy nghĩ chu đáo. Nhưng mà bên ảnh nguyệt điện thì không cần cống nạp, những truyền tống lệnh đặc thù này, đến lúc đó cô giao cho bọn họ, để bọn họ qua đó là được. Rốt cuộc là việc gì lại gọi gấp lão phu đến vậy? đại trưởng lão không nói với ông sao ta vừa nói với hắn tông chủ tìm được tử tinh thích hợp làm trạm trung chuyển hắn đã vội vàng qua đây rồi không sao trên đường ta từ từ nói với ông ấy vậy nhưng mà tiền lão ta thấy ông là vội vã rời khỏi u ám tinh thì đúng hơn lão phu mấy ngày nay lại bị xét đánh rồi vốn dĩ còn sợ cậu mấy chục năm cũng không quay về đến nay có cơ hội thế này lão phu tự nhiên phải nắm chắc rồi nơi này hình như là một tử tinh hả từ bên ngoài nhìn vào thì là vậy. Nhưng huyền cơ chân chính thì là ở đây, lòng đất, không sai. Đi theo ta. Đây là yên diệt tinh, còn là cả một yên diệt tinh khoáng mạch. Đúng vậy, cũng vì nó bài trừ với linh khí, có thể hạn chế thánh nguyên của võ giả. Yên diệt tịch hư đại trận chính là dùng nó làm trận nhãn. Đừng vội kinh ngạc, còn nhiều bất ngờ ở phía sau nữa. Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn đường đi. Thiên Câu Ngọc vậy mà lại là thiên câu ngọc có thể nuôi dưỡng thần hồn chi lực. Đây chính là bảo vật có tiền cũng không mua được đấy, lão phu sống lâu như vậy, cũng chưa được thấy mấy lần. Nhưng mà yên diệt tinh mặc dù tốt, nhưng lại khiến người không thể nào sử dụng thánh nguyên, chỉ có thể dùng sức người. Yên tâm, ta đã nghĩ kỹ rồi. Phía trước có một tòa di tích đổ nát, vừa hay dùng để xây dựng một doanh địa, lấy nơi đó làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía khai thác khoáng vật. Đệ tử cần nghỉ ngơi, cũng có thể quay về đó để nghỉ ngơi điều dưỡng. Nếu là vậy, vậy lão phu cũng được nhờ theo. Nguyên liệu xây dựng phòng ở chúng ta cũng đã mang đến rồi. Ảnh Nguyệt Điện đệ tử nghe lệnh, hiệp trợ các sư huynh đệ Lăng Tiêu Tông xây dựng phòng ở, về sau nơi này chính là nhà của các ngươi. Dạ, nếu như nơi này có đại trưởng lão và tiền lão tọa trấn, vậy ta cũng yên tâm tiếp tục tìm kiếm rồi. Cậu yên tâm, nếu như có gia hỏa nào không có mắt gây chuyện, lão phu sẽ thay cậu xử lý ổn thỏa. Tiểu Tiểu, ra đây, tiểu tiểu vẫn luôn ở dưới lòng đất thôn phệ các loại khoáng vật quý hiếm. Có lẽ muốn diễn hóa ra một hai thần thông có lẽ không thành vấn đề nhỉ. Tiểu tiểu đang đi lảo đảo múa túy quyền. Ngươi say xỉn rồi hả? Chắc không phải nó đã thôn phệ phải thứ gì không nên ăn rồi chứ? Ừ, đây là pháp tắc chi lực. Mặc dù rất nhẹ, nhưng ta không hề cảm ứng sai, sao lại đột nhiên sinh ra một tia pháp tắc chi lực chứ? Lẽ nào chắc không phải ngươi đã thôn phệ bản nguyên luyện hóa tử tinh này chứ đôi mắt tiểu tiểu vẫn xoay tròn hai má thì ửng hồng thật không thể tin được tử tinh này vậy mà còn sót lại một chút bản nguyên theo như dự đoán lúc trước tử tinh này vốn dĩ cực kỳ màu mỡ nếu như nói nó còn sót lại một chút bản nguyên cũng không phải là không thể nào qua đây đi ta đưa ngươi ra ngoài được rồi ngươi vào trong những không gian đi hử đây là cái gì đã có thứ gì đó ôm gọn tiểu tiểu lại. Mên lo lắng không ngừng gọi, tiểu tiểu. Vài ngày sau đó, may mà không có trở ngại gì, chỉ là ngủ thôi. Có điều, thạch khôi vẫn tiến hóa được, lẽ nào là vì bản nguyên nó luyện hóa. Chỉ có thể chờ nó tỉnh lại mới làm rõ được. Mấy ngày này, ta ngấm ngầm phát hiện ra một tầng màn chắn, màn chắn này có lẽ là ràng buộc của hư vương cảnh. Dù sao cũng phải chờ tiểu tiểu hoàn thành, tiến hóa đã vậy thì đi tìm một tu luyện chi tinh, thử xem có thuận lợi tấn thăng được hư vương cảnh không. Vùng biển thiên thạch phía trước thiên địa linh khí rất đầy đủ, vừa đúng để tu luyện. Có người, thật xui xẻo. Lũ người này lén lút trốn ở đây, chắc chắn không có lòng dạ tốt đẹp gì, ta nên chạy thật nhanh. Đột nhiên phía sau Men đã có một ngọn thương đang bay tới, hư vương cảnh. Men vội vàng dùng kim huyết ti cản lại. Những vẫn bị trường đó phát nổ, rơi tự do xuống bên dưới khá thú vị, đã phát hiện ra nơi tiềm thân của chúng ta từ trước, chỉ là đáng tiếc. Kẻ đó các ngươi có quen không? Thuộc hạ không biết. Vậy hắn không phải là người bên đó, xem ra là qua đường thật. Có điều, chuyện này trọng đại, không được có chút sai sót nào, kể cả hắn qua đường thì cũng không được bỏ qua. Đại nhân, ăn một đòn của ngài, hắn có thể còn sống sao? Cẩn thận thì không có sai sót, trường phúc, lưu đống, đem thi thể của hắn lại đây cho ta. Vừa rồi là hư vương cấp bí bảo, những kẻ đó có lại lịch thế nào? Biết ngay sẽ đến truy kích, chờ các ngươi đây. Chạy đi đâu? Xem ngươi chạy đi đâu được. Ăn một kích đoạn hồn thương của lệ đại nhân mà lại không chết, đúng là khiến trường mỗ có chút bái phục. Lệ đại nhân, ta và các vị không thủ không oán, xin hỏi lệ đại nhân đó tại sao ra tay đánh úp ta. Chúng ta đúng là không thủ không oán, chỉ trách tiểu tử ngươi không có mắt, cứ phải đi qua gần đây. Kha kha. Lệ đại nhân ghét nhất là kế hoạch của bản thân bị nhiễu loạn. Kế hoạch gì? Tiểu tử, sắp chết rồi, hỏi nhiều vậy làm gì? Chính là vì sắp chết rồi nên mới hỏi cho rõ ràng, để tránh chết mà không hiểu gì. Muốn chết mà hiểu rõ chuyện, cũng không phải không thể nói cho ngươi, dù sao ngươi đợi đã. Phí lời nhiều với hắn làm gì, mau giết hắn rồi về chỗ lệ đại nhân, quan trọng hơn, cũng phải. Tiểu tử này ăn một đòn của lệ đại nhân mà không chết. Xem ra cũng không phải loại tiểu tốt gì. Đồ tốt của hắn chắc chắn không ít, đợi lát nữa đồ trong những chữ vật của hắn chúng ta chia đôi. Muốn đồ của ta, chỉ sợ các ngươi không có mạng mà lấy. Tiểu tử ngông cuồng, ấy, chuyện gì vậy? Người đâu? Lưu huynh mau trốn đi. Mên đã cắt bay thủ cấp của một tên. Bây giờ nói được chưa? Nếu ta nói điều ngươi muốn biết, ngươi có thể tha cho ta không? Ngươi thấy sao? Ngươi đã không tha cho ta sao ta phải hợp tác với ngươi? Dù sao cũng phải chết. Ồ, vậy sao? Bây giờ, ngươi vẫn thấy vậy sao? Ta sẽ từng chút một, cắt cơ thể ngươi ra, yên tâm, ta bảo đảm trước khi cắt vào tâm mạch của ngươi, ngươi vẫn còn sống tốt. Như vậy, ngươi có thể nhìn rõ, bản thân mình chết thế nào. Đủ rồi, ngươi muốn biết gì, ta nói cho ngươi hết. Đừng dày vò ta. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi trốn bên đó, là muốn mai phục ai? Bọn ta là người của Kiếm Minh, cũng là muốn mai phục người của Kiếm Minh bọn ta. Ta không lừa ngươi, trong Kiếm Minh bọn ta có rất nhiều phái hệ. Trong đó phái hệ hiện nhiệm minh chủ đại diện và phái hệ phó minh chủ đại diện, hai phái hệ lớn nhất đã ngấm ngầm tranh đoạt rất nhiều năm nay rồi. Lệ đại nhân tên là Lệ Minh Hải, cũng là cường giả bề trên trong Kiếm Minh, thuộc phái hệ của phó minh chủ. Lần này bọn ta ở đây chính là để đột kích hậu nhân của Kiếm Minh minh chủ Cổ Thương Vân, Cổ Kiếm Tâm một nhân tài mới nổi cho dù là hậu nhân của minh chủ các ngươi cũng không đáng huy động nhân lực như vậy chứ xuất động cả hư vương cảnh đi mai phục người này có điểm gì đáng để các ngươi làm như vậy nếu là phản hư cảnh bình thường đương nhiên không cần quan tâm lắm nhưng thiếu minh chủ là thái hư kiếm thể thiên cổ không xuất thế nếu để hắn tấn cấp hư vương cảnh vậy phái hệ của phó minh chủ sẽ không thể ló mặt ra được nữa là một loại thể chất đặc biệt sao có thể khiến các ngươi kiêng rẻ như vậy lẽ nào rất lợi hại. Thiếu Minh chủ năm nay mới 60 tuổi, đã phản hư tầng 3, ngươi nói có lợi hại hay không? Ta thấy tuổi thật của ngươi cũng không phải cao lắm, thực lực cũng khá giỏi, nhưng nếu chạm phải Thiếu Minh chủ bọn ta, cũng chưa chắc ai thắng ai thua. Có một ngày các ngươi sẽ vào chạm, nhưng cần Thiếu Minh chủ vượt qua được truy sát lần này mới được. Phí lời hơi nhiều rồi. Thái hư kiếm thể. Thú vị, vậy thì đi hóng hớt xem. Trương Phúc và Lưu Đống sao vẫn chưa quay lại? Họ không phải bị kẻ đó giết ngược lại rồi chứ. Kẻ đó ăn một đòn của lệ đại nhân, không chết đã là may mắn rồi sao mà có thực lực giết ngược lại trường phúc và lưu đồng chứ. Có điều, lâu như vậy không quay lại đúng là có chút kỳ lạ, đại nhân, hay là thuộc hạ ra ngoài tìm xem sao. Không cần, nếu họ đến chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, sống cũng vô dụng. Các ngươi đừng rút dây động rừng, một hai ngày này, chiến hạm của thiếu minh chủ sẽ đi qua đây, chúng ta yên lặng chờ đợi là được chờ lúc thiếu minh chủ gì đó của bọn họ đánh nhau, ta sẽ nhân cơ hội đánh úp, chị kẻ đó theo đúng cách của kẻ đó. Chờ đợi cũng chán, xem tiểu tiểu thế nào rồi, tiểu tiểu sắp phá vỏ bọc ra rồi. Bên trong huyền giới châu, tiểu tiểu sắp phá vỏ ra rồi. Tiểu tiểu đã tỉnh giấc phá sau mấy ngày ngủ say xưa. Không có thay đổi gì đặc biệt, to hơn chút, ta xem nào. Không sai, vậy dung nham khải giáp đâu, quả nhiên không có thay đổi gì quá rõ ràng theo lý mà nói tiểu tiểu thôn phệ chút bản nguyên còn lại trên tử tinh đó chắc chắn sẽ có thay đổi gì đó khi tức lệ minh hải biến mất rồi xem ra sắp đến rồi nhanh vậy đã đến rồi chẳng trách khi lệ minh hải phát hiện ra ta lại không do dự ra tay hóa ra là thời gian cấp bách là hư cấp chiến hạm kiếm minh ghê gớm quá nhỉ chỉ là đáng tiếc có mai phục những chiến hạm đang bị tấn công ồ ạt à tới thế mà không công phá được có điều cũng phải dù sao cũng là hư cấp chiến hạm, cũng như dự liệu. Lệ Minh Hải, hóa ra là ngươi, chính là Lão Phu. Ngươi dám ra tay với bổn thiếu chủ, có biết sẽ có hậu quả gì không? Lão Phu tốt xấu gì cũng là một trong những trưởng lão của kiếm minh, quy tắc trong kiếm minh đâu phải Lão Phu không biết. Chỉ có điều, muốn lấy quy tắc ra chèn ép Lão Phu, cứ chờ thiếu minh chủ vượt qua được kiếp này rồi nói tiếp. Hay, rất hay, xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi lệ minh hải bổn thiếu chủ chỉ hỏi một câu các ngươi làm sao mà biết bổn thiếu chủ sẽ đi qua đây trong lòng thiếu minh chủ đã có đáp án sao cứ phải hỏi lão phu xem ra cạnh bổn minh chủ đúng là có kẻ không thể tin tưởng rất hay sau chuyện này bổn thiếu chủ sẽ lôi cổ hắn ra thiếu minh chủ đừng lo cái này vội ngươi đã không còn sau này nữa rồi giết hết không bỏ sót tên nào thiếu minh chủ là tự ra tay hay để lão phu tiễn ngươi lên đường lệ lão cầu, ngươi nghĩ sẽ ăn chắc bổn thiếu chủ rồi. Thiếu minh chủ là thiên tài, lại có kiếm thị trái phải cùng tu luyện từ nhỏ, đúng là cực khó đối phó. Nhưng dù sao thiếu minh chủ cũng chưa đến hư vương cảnh. Thiếu minh chủ hôm nay ngươi chắc chắn không thể thoát được. Có thoát được hay không, ngươi thử thì biết. Nhật Nguyệt Tinh Tam Kiếm Đồng Huy Bí Thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc kiếm thị trái phải của ngươi tu vi hơi kém, ngươi cũng không phải hư vương cảnh để lão phu nói cho ngươi hư vương cảnh và phản hư cảnh rốt cuộc cách biệt thế nào minh hải phân vực kính minh chủ quả nhiên tặng dị bảo này cho ngươi rồi cổ kiếm tâm nộp mạng đây ngu si ngông cuồng tu vi của hai nữ tử kia rõ ràng không bằng cổ kiếm tâm nhưng ba người tu luyện loại bí thuật nào đó mà có thể khiến ba luồng sức mạnh ngưng thành một thể phát huy ra thực lực vượt qua phản hư cảnh thiếu minh chủ này của kiếm minh quả nhiên lợi hại không ổn có người đến. Là bọn họ, Hòa Tảo và Hòa Miêu. Nếu không ngoài dự đoán, họ chắc chắn đi qua chỗ ta. Đành phải như vậy thôi, Mên nhanh chóng né đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Mên đã cắt bay thủ cấp của hai tên đó, bọn chúng cũng không biết vì sao mà chết nữa. Còn ngay ra đó làm gì, mau qua đây đi. Dương Khai, thật sự là huynh sao. Sao hả? Nhiều năm không gặp, đã không nhận ra ta nữa rồi sao sao huynh lại trở nên lợi hại như vậy vì sao lại ở đây lẽ nào huynh là người của lệ minh hải tiểu muội đừng nói linh tinh huynh ấy nếu như là người của lệ minh hải vừa rồi vì sao lại giúp chúng ta chứ hòa miêu cô vẫn là lỗ mãng như vậy à xin lỗi nhé ta có chút bị kinh ngạc quá độ dương khai liệu có thể mời huynh giúp một việc không việc gì cứu lấy sư tôn của ta sư tôn cô nguyệt hy cũng ở đây sao chúng ta có thể chạy ra được đều là nhờ có sư tôn giữ chân kẻ địch dương đại ca huynh có thể việc này ta không tiện ra mặt hiện giờ ta chỉ có thể ẩn náu ở đây chủ yếu là vì muốn tập kích lệ minh hải kia lệ minh hải đó là hư vương cảnh đấy hừ lúc trước khi đi ngang qua nơi này bị hắn đánh lén một lần ta tuyệt đối phải bắt hắn trả giá nhưng mà hòa miêu đến đại ca cũng gọi ra rồi ta cũng không thể mặc kệ không quản ra đây đi Chủ nhân, có việc gì cần phân phó? Lưu Viêm, ngươi đi theo bọn họ, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Lệnh của chủ nhân, Lưu Viêm tự sẽ tuân theo. Cảm ơn. Ừm, mấy người cẩn thận. Có Lưu Viêm hỗ trợ, an nguy của tỷ muội bọn họ sẽ không có vấn đề gì hết rồi. Nhưng mà, tình hình bên này lại rất nguy hiểm. Xem ra, nếu như không có sai sót gì, Cổ Kiếm Tâm cuối cùng sẽ bị đánh bại. Còn tiến lên nữa, Lệ Minh Hải tuyệt đối sẽ biết được dừng ở đây xem chiến vậy. Thiếu Minh chủ, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy lão phu phải tiến ngươi lên đường rồi, chút tài lẻ mọn. Việc đến nước này, Thiếu Minh chủ vẫn muốn chống đối sao? Hai người không sao chứ, Linh Nguyệt, Ám Tinh. Xem ngươi sẽ cứu bên nào? Linh Nguyệt, tránh mau. Hắn ta lại điều khiển ngọn thương bay sang bên khác. Một con rắn đang hướng về phía cô ấy. Ám Tinh thiếu minh chủ tiến tới cản lại giúp linh nguyệt thiếu minh chủ quả nhiên trong tình trọng nghĩa nhưng mà người có thể cứu được một có còn cứu nổi hai không mau chạy linh nguyệt nhận một kích từ lão ta lệ minh hải thiếu chủ đi mau linh nguyệt tỷ tỷ là không muốn người đi liều mạng đâu chỉ cần người đi rồi linh nguyệt tỷ tỷ có chết cũng có giá trị ngay lúc này men đã xuất hiện phía sau lệ minh hải đó là kẻ nào ngươi từ lúc nào mà Mên cắt bay một tay của lão ta trước không nói nhiều. "Tiểu Bối, ta phải bắt ngươi trả giá, ngươi không có cơ hội này nữa rồi." Mên lấy chiếc thủy kiếm ra va nhau với cây thương của Lệ Minh Hải. Lão ta xuất thần hồn của ngọn thương ra. Cả hai con lao tới há miệng khoe răng, xem răng ai trắng sáng hơn. Người đầu. Lệ Minh Hải để ý phía sau lưng có thứ gì đó. Không gian chi lực. Cổ Kiếm Tâm cũng dùng kiếm lao tới. Lệ lão Cẩu hai đòn tập kích tới khiến một vụ nổ chấn động cả một vùng. Một kiếm vừa rồi đã khiến kiếm tâm bị thổ huyết, thiếu chủ. Lệ Minh Hải Không ngờ chưa chết, tiểu tử, rồi sẽ có một ngày lão phu sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Không thể để hắn chạy. Một đường kiếm chém tới đã cắt lệ Minh Hải làm đôi. Thiếu chủ, người vừa nãy, ta không quen. Trước tiên không quan tâm chuyện này, ngươi trước tiên đi tìm chi viện, đám cường giả lệ lão cầu mang theo lần này không ít đâu, bọn họ. Sợ là không cách nào. Chuyện gì vậy? Ánh sáng này là gì? Chẳng lẽ là tên vừa nãy sao? Dám hỏi bằng hữu quý tính đại danh là gì, vừa nãy đã ra tay chi viện, tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu như được thì có thể lộ diện gặp mặt không? Ha ha, thiếu minh chủ không cần khách sáo. Các hạ, chẳng lẽ là tuyết nguyệt tam thiếu? Ta trông nữ tính như vậy sao? Xin lỗi, tại hạ cũng đã lâu không liên lạc với tuyết nguyệt tam thiếu nên có chút quên mặt lẽ nào là thiếu chủ tử tinh từ đông lai sao thế chỉ có thiếu chủ của các thế lực lớn thì mới có tư cách nói chuyện với ngươi sao ha ha ta không có ý đó chỉ là tại hạ rất khó tưởng tượng không có sự giúp đỡ của các thế lực lớn sao có thể đạt tới trình độ cao như vậy không có gì ta không phải người có xuất thân hiển hách gì ta tên dương khai hóa ra là dương huynh dương huynh ngươi là như này trước đây ta bị chúng tập kích ở đây, vì vậy mới chọn nơi này là nơi mai phục. Đại khái là tập kích, vậy Dương huynh tại sao không đợi một cơ hội tốt hơn? Thiếu Minh chủ muốn hỏi, tại sao ta lại cứu ngươi phải không? Chẳng qua là ta nghĩ, có thể vì người đàn ông của mình mà không tiếc hy sinh tính mạng, nếu chết như vậy thì thật đáng tiếc. Hóa ra, Dương huynh là người trọng tình trọng nghĩa. Tại hạ thực sự là có phúc ba đời mới gặp được Dương huynh. Còn có một nguyên nhân khác chính là ta có quen người của kiếm minh các người. Ồ, Dương Huynh quen người của kiếm minh bọn ta. Là ai vậy? Dương Đại Ca. Dương Khai, cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp. Ba người sư đồ bọn ta cảm kích không hết. Không cần khách khí. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nếu như Dương Huynh không chê, không ngại thì tới chiến hạm của ta nghỉ ngơi vài ngày. Không biết thiếu minh chủ muốn đi đâu. Dương Huynh có thể gọi ta là cổ huynh cũng được không giấu dương huynh cổ mỗ là muốn tới thanh mộc tinh đây là một tinh cầu dành cho tu luyện của kiếm minh bọn ta lộ trình chỉ mất một tháng thôi nơi đó là một tinh cầu tu luyện không tồi có lẽ cũng được cảm ơn lời mời của cổ huynh vậy dương mỗ làm phiền rồi đi ta sắp xếp phòng cho ngươi bảo đảm dương huynh sẽ mãn nguyện không linh tinh trong tay chỉ đủ để bày bố một trận không gian hầy trong những không gian của lệ minh hải có không ít đồ quý hiếm nhưng không có không gian tình cái thương này, đây rõ ràng là bảo bối, chỉ đáng tiếc không có ai phù hợp với nó. Vào đi, Dương đại ca, không làm phiền ngươi chứ? Không sao, không cần lo lắng. Đúng rồi, mấy năm qua các ngươi sống thế nào? Cũng được, tuy rằng đợt hành động này Kiếm Minh đã thất bại nên phải chịu phạt. Có điều, tầng lớp cao tầng ở Kiếm Minh đã thay ta giải quyết khó khăn rồi. Vị cao tầng đó chính là người bảo vệ cổ kiếm tâm. Vì vậy sư đồ bọn ta ba người mới bắt đầu đi theo Cổ Kiếm Tâm. Hóa ra là như vậy, vậy thiếu chủ Cổ Kiếm Tâm đó các ngươi biết được bao nhiêu về hắn? Thiếu Minh chủ, Thiếu Minh chủ dù sao cũng là người trọng tình trọng nghĩa, thực lực thật lợi hại hình như ở tinh vực này chỉ có Tuyết Nguyệt Tam thiếu của Thương hội Hàng La và Tử Đông Lai của Tử Tinh là có quan hệ thân thiết với hắn. Đúng vậy, nói mới nhớ, đồ đệ của Vô Đạo Hứa Tân Bạch, đoán cũng không thua kém gì bọn họ còn có thể thắng cũng không biết chừng cổ kiếm tâm này tới thanh mộc tinh làm gì chuyện này ta không biết bọn ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi dương đại ca sao thế có chuyện gì sao không có gì ngươi nghỉ ngươi đi có gì đó không đúng cô ta rút cuộc là muốn nói chuyện gì với ta tỷ tỷ vừa rồi sao tỷ không nói ra dương đại ca rất tốt mà huynh ấy sẽ không mặc kệ không quản dù gì cũng không có quan hệ gì với huynh ấy chỉ là việc của chúng ta mà thôi nhưng nếu tiếp tục thế này, chúng ta thật sự phải cùng người đó. Việc năm đó Tần đại nhân lên tiếng bảo vệ mới tránh được trách phạt, người đó là con trai của Tần đại nhân, cho nên sư tôn mới không thể từ chối gả. Ta không muốn, nếu như thật sự có ngày đó, ta sẽ tế tiểu tử Tần Kỳ Dương đó. Dương công tử có đó không? Mời vào đi, Nguyệt phu nhân. Thiếp thân muốn xin Dương công tử đại phát từ bi, cứu lấy Hòa Tảo Hòa Miêu thoát khỏi bể khổ. Bọn họ làm sao vậy? Bọn họ một người trong số họ có thể sẽ phải gả cho một người không quen biết, hơn nữa là nam nhân không bình thường. Ngồi xuống nói kỹ đi. Được. Năm đó trong một lần ta làm nhiệm vụ thất bại, khiến kiếm minh tổn thất cực lớn, theo như quy định là phải trực tiếp giết chết, bởi vì tần vô hối ra mặt, chúng ta mới giữ được tính mạng và địa vị. Tần vô hối có một đứa con trai không ra gì, gọi là tần kỳ dương. Gia hỏa này cậy uy thế của cha làm càn, sau đó đắc tội người khác, thần hồn bị tổn thương, gần như biến thành một kẻ ngốc. Tần vô hối vô cùng đau khổ, liền muốn tìm một hôn sự cho con trai, để con cháu của mình có hy vọng. Cho nên, hắn đánh chủ ý lên người hòa tảo, hòa miêu. Cầu cô đem đồ đệ gả cho con trai hắn. Nếu như là vậy, ta cũng không khó khăn như thế, hắn trực tiếp mời thiếu minh chủ ra mặt. Thiếu minh chủ nể tình tần vô hối lao khổ công cao, liền hạ lệnh để hai nha đầu tự mình bàn bạc, tùy ý đứa nào gả cho tần kỳ dương. Thiếu minh chủ có ý kết giao với cậu, ta nghĩ chỉ cần một câu nói của cậu, thiếu minh chủ nhất định sẽ từ chối. Dương công tử nếu như có thể khiến thiếu minh chủ hủy đi hôn sự này, thiếp thân cho dù máu chảy đầu rơi, chết cũng không tử. Tần vô hối kia có ân với các người, việc này nếu như bị ta làm hỏng, về sau các người có thể sẽ bị mang tiếng là vong ân phụ nghĩa, sao có thể đứng vũng ở kiếm minh nữa. Nếu Dương công tử không ghét bỏ, không bằng trực tiếp xin hai nha đầu đó từ phía thiếu minh chủ đi, ngày sau làm nô làm tỳ, thậm chí thu cung nạp thiếp, đều do cậu định. Thiếp thân cũng thấy được, hai nha đầu đó đối với Dương Công Tử vẫn là có hảo cảm. Dù gì Dương Công Tử giống như thiếu minh chủ, đều là nhân trung trì lòng. Sư tôn như cô làm, loại việc này thì thôi đi. Vậy Dương Công Tử, việc này, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Tiệc hôm nay là để cảm ơn Dương Huynh cứu ta lúc nước sôi lửa bỏng, từ nay Dương Huynh chính là bằng hữu, ân nhân của cổ mỗ. Dương Huynh, cô mỗ có một việc muốn nhờ, không biết có nên nói hay không, cổ huynh cứ nói thẳng là được. Lệ Minh Hải là trưởng lão của kiếm minh ta, mà đoạn hồn thương mà hắn sử dụng là vật của kiếm minh ta. Đến nay hắn đã chết, cô mẫu cần đem đoạn hồn thương về chủ tinh, giao phó với minh chủ. Cổ huynh là muốn thu lại đoạn hồn thương sao? Lệ lão cầu nếu như là Dương huynh giết, đoạn hồn thương đó đương nhiên là thuộc về Dương huynh. Cổ mẫu có thể lấy ra bồi thường thích đáng để thay cho đoạn hồn thương. Chỉ cần giá cả không vượt quá giá trị của bản thân đoạn hồn thương, cô mẫu nhất định sẽ làm thỏa đáng cho huynh. Của huynh nếu như đã có thành ý như vậy, vậy Dương Mỗ cũng không khách khí nữa. Nhưng mà việc bồi thường, không cần gấp, ta vẫn còn một việc quan trọng phải làm. Xin hỏi, vị nào là Tần Vô Hối Tần Tiền Bối? Hai từ tiền bối không dám nhận, Dương công tử có việc gì chỉ giáo? Ta muốn tặng tiền bối chút đồ, mong tiền bối đừng từ chối. Dương công tử, đây là. Tiền bối không bằng mở ra xem xem. Đây là Thất Khiếu Linh Lung Đan. Cái gì? vậy mà lại là thất khiếu linh lung đan. Dương công tử, cậu vì sao? Nghe nói tần công tử trong nhiều năm tranh đấu với người ta, thần hồn bị tổn thương. Dùng thất khiếu linh lung đan này để khôi phục thần hồn bị tổn thương của tần công tử có lẽ không vấn đề gì. Trên đời có thể triệt để trị khỏi loại thương thế đó, chỉ có vài loại. Thất khiếu linh lung đan chính là một trong số đó. Như lão phu vô năng, nhiều năm như vậy vẫn luôn không tìm được chủ dược nội đan của thất thái mê lộc. Thất thái mê lộc đó là thượng cổ dị chủng sớm đã biến mất trong tinh vực rồi đúng là căn bản tuyệt tích hai viên linh đan này ta là mang ra từ trong đế uyển đế uyển thì ra là vậy cũng chỉ có đế uyển mới có loại thượng cổ linh đan này thôi ngày đế uyển mở ra cổ mỗ đang lúc bế quan nếu không chỉ sợ là sớm đã có thể kết giao bằng hữu như dương huynh đây rồi hiện giờ cũng không muộn dương công tử đại lễ như vậy tần mỗ nhận thì cảm thấy hổ thẹn không cần hổ thẹn ta làm như vậy thực ra cũng là có việc cần xin ông. Ta nghe nói họ và quý công tử hình như có một ước định, hơn nữa nội dung của ước định. Việc này là lão phu không đúng, không thông qua ý nguyện của họ đã tự mình đưa ra chủ trương. Yên tâm, ước định lúc trước đều xóa sạch, đa tạ tiền bối. Hòa tảo, hòa miêu, lúc trước lão phu đã khiến các ngươi lo lắng nhiều ngày, hai thứ này coi như là bồi thường. Hy vọng các ngươi ngày sau có thể tận tâm bổ trợ thiếu chủ, đừng ghi hận lão phu. Đệ tử không dám đệ tử đa tạ tần trưởng lão ban thưởng. Đây đều là vì huynh ấy. Dương huynh, huynh làm thế này, thật khiến cổ mẫu không biết nên bồi thường huynh thế nào. Nói nghe xem, huynh muốn bồi thường thế nào, huynh đệ ta đã chuẩn bị sẵn để huynh vất cạn kiệt một phen rồi. Thực ra việc bồi thường ta cũng đã nghĩ xong rồi, đối với cổ huynh mà nói cũng dễ như lật bàn tay.